Chào các bạn. Theo chương trình tôi sẽ giới thiệu với các bạn về bệnh lý là siêu âm tim trong bệnh của hở van hai lá. Vừa rồi bác sĩ Nga đã trình bày về siêu âm trong bệnh hở van hai lá. Mục tiêu của bài này sẽ bao gồm là thứ nhất là các cái cách đánh giá hình thái và căn nguyên cái hẹp hai lá, tức là cái chuyện siêu âm tim bên ngoài cái việc mà đánh giá độ hở rồi là xác định có hẹp hay không thì xác định được cái cơ chế gây ra hẹp. Cái siêu âm tim này nó sẽ cung cấp cái thông tin về mặt đấy cũng rất là quan trọng trong cái chuyện là xác định căn nguyên. Cái mục tiêu thứ hai là đánh giá mức độ hẹp, thứ ba là các cái cách đo và các cái ưu nhược điểm để đánh giá các cái thông số mà đánh giá mức độ hẹp thì mình sẽ nắm được cái cách đo như thế nào và ưu nhược điểm nó làm sao. Thứ tư là để đánh giá những cái ảnh hưởng của hẹp hai lá trên huyết động và các cái tổn thương phối hợp, tức là ngoài hẹp hai lá ra thì còn các cái bệnh lý gì khác hay không. Đây là trên hình ảnh các bạn thấy, đây là hình ảnh cái giải phẫu của cái van hai lá. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình trên cùng này là chúng ta sẽ nhìn thấy van hai lá mà các trục dọc. Các bạn sẽ thấy là cái bộ máy van hai lá ở đây thì nó sẽ gồm có các cái lá van này, cái phần xanh xanh này này là chính là các là vòng van, nó là cái chỗ ngăn cách mà giữa cái nhĩ trái và cái thất trái. Tiếp theo đó là các cái lá van này và các cái dây chằng nối với hai cái cột cơ đó. Và một cái điểm cần chú ý đấy là có cái sự thị liên tục giữa cái van lá trước của van hai lá qua một cái phần xơ này đối với lại cái van trụ. Đấy là cái hình ảnh mặt cắt trục dọc về giải phẫu của van hai lá. Thế còn đây là mặt cắt trục ngắn thì chúng ta sẽ thấy đây là khi mà van hai lá đóng, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ gồm có lá trước và lá sau, mà người ta sẽ phân biệt ra là các lá trước gồm có 3 phần A1, A2, A3, lá sau gồm 3 phần B1, B2, B3. Chắc là cái bài hở hai lá vừa rồi sau bác sĩ Nga cũng hướng dẫn rồi. Còn đây là cái hình ảnh mà khi mà van hai lá nó mở ra thì chúng ta sẽ nhìn từ bên buồng nhĩ xuống buồng thất, thông qua cái van hai lá mở ra nó sẽ mở rộng cái này, có thể nhìn thấy được cả các cái dây chằng ở cột cơ ở phía dưới. Đấy là giải phẫu của van hai lá. Thế thì hẹp van hai lá là thế nào, tức là khi mà có các cái tổn thương, các cái bệnh lý ở nằm ở một trong các cái thành phần của cái bộ máy van hai lá, gồm một trong bốn thành phần như là gồm có lá van này hoặc là dây chằng hoặc là cột cơ thì nó sẽ gây ra là hẹp van hai lá, tức là khi mà van hai lá nó mở không được hết, tức là nó bị hạn chế mở trong thời kỳ tân trương, làm cho cản trở dòng máu từ nhĩ trái đi xuống thất trái. Thế thì khi mà hẹp hai lá thì nó sẽ gây ra các cái vấn đề gì, thì nó sẽ làm cho cái dòng máu nó sẽ bị ứ lại hoặc là cái tốc độ di chuyển của dòng máu từ thất trái xuống nhĩ trái trong thời kỳ tân trương bị cản trở, thì lâu dần nó sẽ làm cái buồng nhĩ này nó giãn ra, đồng thời nó sẽ gây ra một loạt các hiệu hậu quả bắn huyết động khác. Bình thường thì cái van hai lá nó sẽ có thể mở ra là khoảng 4-6 cm², khi mà nó hẹp khít, tức là khi mà cái diện tích van hai lá dưới 1 cm². Còn nếu mà hẹp mà trên 1,5 cm là hẹp nhẹ. Thì đây trên hình ảnh các bạn sẽ thấy là ở đây là một cái trường hợp là van hai lá mở bình thường, các bạn sẽ thấy được rõ ràng cái lá trước nó mở rộng như thế này. Đấy, còn đây là một cái trường hợp hẹp van hai lá trong bệnh van tim do thấp mà chúng ta rất là hay gặp. Thì đấy là khi mà đấy là chúng ta thấy cái lá trước nó mở có dạng như là gấp gối mà. Và cái khi mà mở đây là mình sẽ thấy là nó không được mở hết, nó sẽ khác hẳn giữa hai cái tình huống là có hẹp van hai lá và một cái trường hợp là van hai lá mở bình thường. Đây đây là cái hình ảnh cho các bạn thấy rõ là bình thường thì nó như thế nào, vận động của van hai lá đúng không, thì nó sẽ nhìn thấy rõ là hai hai lá là lá trước và lá sau. Đây là một các trục dọc và cái mặt cắt quen thuộc nhất, sẽ thấy các cái dây chằng thanh mạch, các cái lá van thanh mạch. Đây là mặt cắt trục dọc, còn đây là mặt cắt trục ngắn ngang qua bờ van, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái van hai lá khi nó mở như này, các cái bờ van mép van chúng ta sẽ quan sát được đó, đấy, nó mở ra rộng như thế này và cái tổ chức của nó là tương đối là thanh mạch. Còn đây là một cái trường hợp hẹp van hai lá do thấp, chúng ta rất hay gặp, chúng ta sẽ nhìn thấy đúng không, nó khác hẳn đúng không ạ. Cái lá trước này mở ra gấp gối và nó không mở ra được do là nó có sự dính của các cái phần bờ van này. Đấy. Còn đây là ở cái mặt cắt trục ngắn, chúng ta cũng thấy được cái sự là mở hạn chế của nó. Đấy, mặt cắt trục ngắn đây ạ. Thì các cái bờ van nó dày lên, thậm chí có một số các cái chấm nốt vô. Đây là một cái trường hợp hẹp van lá do thấp điển hình. Thế thì có các cái nguyên nhân nào gây ra hẹp van hai lá, thì cái nguyên nhân mà thường gặp nhất là thấp tim mà chúng ta hay gặp. Ngoài ra thì cái nguyên nhân hay gặp thứ hai đó là thoái hóa van hai lá, thường gặp những người lớn tuổi hoặc là những cái bệnh nhân mà chạy thận nhân tạo trung kỳ, có cái sự thoái hóa của các cái
tố thành phần cấu tạo liên van, tức là các cái vòng van nó cũng gây ra hẹp van hai lá. Một cái ít gặp hơn thì đó là hẹp van hai lá bẩm sinh. Ví dụ như trong trường hợp là van hai lá hình thú là cả các cái chỉ nó chỉ có một cái cột cơ thôi và tất cả các dây chằng nó bám trên một cái cột cơ thì nó cũng gây ra hẹp van hai lá, nhưng mà cũng tình huống ít gặp hơn. Đấy, thế thì cái chuyện mà siêu âm tim sẽ giúp chúng ta đánh giá được cái hình thái và cái dạng phẫu của van hai lá. Từ đó thì ngoài việc nó xác định là có hẹp van hai lá hay không, mức độ hẹp nó làm sao, thì nó còn giúp cho chúng ta xác định được cái cơ chế gây ra hẹp van để rất là quan trọng. Đấy. Thế các cái hậu quả huyết động thì cũng trường hợp hẹp van hai lá là gì, tôi người nói thì lại nó sẽ gây ra giãn buồng nhĩ trái, đồng thời là nó sẽ gây ra gì, nó sẽ gây ra có thể là sau này là rung nhĩ rồi là có huyết khối hình thành ở trong nhĩ trái. Ngoài ra thì các cái trường hợp hẹp khít thì máu không xuống nội tâm thất trái thì gây ra giảm lượng tim, gây ra suy tim, rồi là ngoài ra nó sẽ gây ra cái tăng áp lực trong nhĩ trái thì nó sẽ làm tác động ngược lại trở lại và gây ra tăng áp lực của bạch phổi, lâu dần sẽ dẫn đến giảm suy thất phải ở van hai lá vân vân. Đấy là các cái hậu quả huyết động mà chúng ta có thể thấy ở bệnh nhân hẹp van hai lá. Và khi mà làm siêu âm tim thì ngoài chuyện là chẩn đoán xem là bệnh nhân có hẹp van hai lá hay không, tại sao lại hẹp, mức độ hẹp làm sao, thì cũng sẽ phải đánh giá các cái hậu quả huyết động nữa. Thì mục tiêu của siêu âm tim là gì, như tôi vừa nói, thứ nhất là đánh giá được cái hình thái giải phẫu, từ đó xác định được căn nguyên gây ra hẹp van hai lá, thứ hai là đánh giá mức độ hẹp, thứ ba là đánh giá các cái ảnh hưởng đến huyết động, và thứ tư là đánh giá các cái tổn thương phối hợp như là có kèm theo hẹp, có kèm theo hở hay không, có tổn thương các van khác hay không, hay là có huyết khối hay không, có sùi hay không, vân vân. Thế thì hôm nay thì tôi sẽ xin thời gian chỉ trong vòng 30 phút thì chị xin nói đến chương trình các cái siêu âm khác thì sẽ có trong cái bài này, tôi sẽ gửi luôn sau cái buổi cho các bạn có thể đọc sau. Còn với cái thời lượng này thì tôi chỉ xin phép là giới thiệu siêu thế thì có 5 cái mặt cắt cơ bản trên siêu âm tim có thể được để đánh giá hẹp van hai lá, thì đó là gì? Đấy là thứ nhất là mặt cắt trục dọc, chúng ta rất là quen thuộc với mặt cắt này rồi đúng không? Mặt cắt trục dọc cắt trái đây ở hình A, tiếp theo là mặt cắt trục ngắn ngang qua cái các cái bờ van, có thể đánh qua cột cơ rồi ngang qua các dây chằng, thì đây là một cái mặt cắt trục ngắn và cũng để đánh giá các cái cấu trúc của van hai lá, đặc biệt là bờ và mép van trong cái trường hợp mà có hẹp van hai lá do thấp. Thế ngoài ra các cái mặt cắt ở mặt cắt từ mỏ bao gồm mặt cắt hai buồng này, mặt cắt ba buồng, mặt cắt bốn buồng, kể cả mặt cắt năm buồng nữa cũng được sử dụng ở trong cái để đánh giá hẹp van hai lá, bởi vì những cái mặt cắt như thế này đều quan sát được các cái thành phần của van. Và nó ngoài ra ví dụ như ở mặt cắt ba buồng hoặc là người ta gọi là mặt cắt trục dọc từ mỏ, chúng ta còn quan sát được cả van động mạch chủ nữa, hoặc là mặt cắt năm buồng cũng quan sát được van động mạch chủ. Thì tức là tất cả các cái mặt cắt đây là các mặt cắt cơ bản mà quan sát được các cái cấu trúc của van hai lá thì đều góp phần để chúng ta để đánh giá được một cái trường hợp hẹp van hai lá. Thì tôi sẽ đi lần lượt các cái mặt cắt, thứ nhất là cái mặt cắt trục dọc cạnh ức trái, đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái trường hợp hẹp van hai lá điển hình do thấp đấy ạ. Thì ở cái mặt cắt này chúng ta quan sát được cái gì, chúng ta sẽ quan sát được là bờ van này, thân van này, cách vận động của lá van này, đánh giá được các cái dây chằng này, cột cơ, thậm chí là xem là mức độ vôi hóa dây chằng rồi là có co rút hay không, đo được cái chiều dài của dây chằng vân vân. Thì ở cái mặt cắt này ngoài cái chuyện là đánh giá được cái toàn bộ, quan sát được các cái cấu trúc của cái van hai lá, thì ngoài ra chúng ta còn thấy được gì, quan sát được cả nhĩ nữa đúng không? Đấy, chúng ta có thể xem là bộ đo kích thước buồng nhĩ xem có giãn hay không, nhìn có huyết khối hay không. Ngoài ra quan sát được cái gì ạ? Quan sát được cả van cái động mạch chủ nữa, để xem có hở chủ phối hợp hay không. Thế rồi là đo các kích thước của cả thất phải thì vân vân. Tóm lại là cái mặt cắt này nó cung cấp cho chúng ta khá là nhiều những thông tin tin quan trọng ở trong cái trường hợp hẹp van hai lá. Đây là cái hình ảnh tôi giới thiệu các bạn, ví dụ như là đây là cái hình ảnh mà trên siêu TM để đánh giá xem là cái kiểu vận động của cái kiểu di động của van hai lá là cái gì. Thế trên cái mặt cắt như vừa rồi là 2D đôi khi là nhìn nó khó, nhưng mà trên cái hình ảnh TM này nhìn sẽ rất là rõ này, chúng ta sẽ thấy là lá trước thì như là hình chữ M, còn cái lá sau thì nó sẽ ngược lại. Và đây là cái hình ảnh trường hợp là bình thường, tức là van hai lá hoàn toàn bình thường là như thế này. Thế nhưng mà khi mà người ta bảo là van hai lá di động song song là như thế nào, đây thì chúng ta sẽ thấy một cái trường hợp đây là van hai lá di động song song, thì cái lá trước này nó sẽ bị mất đi cái hình cái chữ M, tức là mất đi cái sự đóng ở giữa cái tâm trương như thế này. Đấy. Nó mất cái bởi vì do hẹp, do nó hẹp bị hẹp van, tăng áp lực ở trong cái buồng nhĩ trái này, nó làm cái mất đi cái hình ảnh TM này, nó sẽ thành như thế này. Ngoài ra thì do cái sự dính của hai cái bờ van hoặc là mép van với nhau thì cái lá sau nó sẽ kéo theo
cái lá trước và cho nên nó sẽ tạo một cái hình ảnh là gọi là di động song song như thế này, là lá trước bị kéo theo lá sau, và ngoài ra là bất kỳ sẽ mở của cái lá trước, thì đây là cái van hay lá di động song song. Trong các trường hợp mà các bạn nghi ngờ xem là có phải là di động song song hay không thì các bạn sẽ dùng cái đường cước xo để đi qua cái bờ tự do của van hai lá để dương TM để đánh giá. Ngoài ra đây thì chúng ta đây là một cái trường hợp khi mà chúng ta cắt nó sâu xuống một chút, chúng ta hướng về phía dây chằng, đây chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái dây chằng thế này, thì sẽ xem được vôi ở chỗ nào dày ra làm sao, đo kích thước. Rồi là chúng ta đo biên độ mở van, đây là trường hợp đo biên độ mở van để đánh giá xem là cái một trong những cái thông tin để xem là cái mức độ hẹp van như thế nào. Tiếp theo là mặt cắt chụp ngắn, đây là mặt cắt chụp ngắn. Ở cái mặt cắt này chúng ta sẽ quan sát được dị bờ tự do của van, đánh giá được mép van có vôi hay không, có dính hay không. Bạn sẽ thấy qua bờ tự do của van. Đây, ví dụ như đo độ dày của bờ van như thế nào. Để quan sát, ngoài ra mặt cắt chụp ngắn đây ạ, à, nếu mà mình cắt qua cái nhĩ trái và tiểu nhĩ trái nữa thì chúng ta sẽ xem là có huyết khối ở trong bụng nhĩ không, đặc biệt là cái vị trí tiểu nhĩ trái là hay có huyết khối trong các trường hợp hẹp hay là khít. Đây là cái hình ảnh mà để các bạn sẽ xem cách mà chúng ta đo cái đường kính của cái lỗ van hai lá trên 2D như thế nào. Đây. Thì chúng ta sẽ cắt ở mặt cắt chụp ngắn ngang qua cái bờ tự do và các cái mép van. Đấy, sau đó khi mà chọn được cái hình ảnh đẹp thì chúng ta sẽ dừng hình. Để xong chúng ta sẽ zoom lên đo giữa tâm trương. Thì khi mà chọn được cái hình ảnh đây, chọn được cái hình ảnh tốt rồi thì sẽ zoom lên. Để sau đó thì sẽ sử dụng sẽ viền theo cái đường mép van như thế này. Đấy. Kể cả các cái mép van cả bờ van nữa. Và chúng ta đủ chú ý là khi mà điều chỉnh lên nó đủ vừa phải thôi. Nếu mà lên nó tăng lên quá mức thì nó có thể làm cho cái diện tích lỗ van nó thấp đi, đặc biệt trong các trường hợp có rung nhĩ thì có thể cần phải đánh giá ở nhiều xu chuyển tim liên tiếp nhau. Còn đây là cái mặt cắt bốn buồng từ mỏ, đây là cũng là một cái mặt cắt rất là quan trọng. Cái mặt cắt này chúng ta cũng quan sát được các cái thành phần của cái bộ máy van hai lá, đo được kích thước của vòng van ở đây. Ngoài ra thì ở cái mặt cắt này thì cũng cung cấp cho chúng ta một cái mặt cắt quan trọng để từ đấy chúng ta lấy được cái Doppler liên tục của cái dòng chảy tâm trương qua van hai lá, thì từ đó chúng ta sẽ đánh giá được cái diện tích của van hai lá dựa trên Doppler liên tục. Ngoài ra ở mặt cắt này thì chúng ta còn có thể quan sát được gì, để quan sát được có hở van hai lá hay không khi mà sử dụng Doppler mở. Thế đây là cái cách mà đo cái chênh áp tối đa và chênh áp trung bình của cái phổ qua van hai lá. Đây là cái trường hợp có rung nhĩ, chúng ta sẽ thấy là các cái nhát bóp này đưa lại các cái phổ rất là khác nhau. Đó. Thì đây chúng ta sẽ ở mặt cắt bốn buồng từ mỏ, chúng ta sẽ sử dụng siêu âm Doppler mở để hướng dẫn xem là cái hướng của cái dòng chảy từ nhĩ xuống thấp nó đi như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái đường cơ xo nó song song nhất có thể được với cái hướng của dòng chảy để thu được cái phổ rõ nét nhất và ở cái vận tốc cao nhất. Sau đó chúng ta sẽ đo, cái đo thì đo như là mà viền theo cái phổ này chúng ta sẽ thu được cái chênh áp tối đa và chênh áp trung bình. Tuy nhiên trong những cái trường hợp mà có rung nhĩ thì về mặt để đảm bảo là về mặt cho nó độ chính xác thì chúng ta phải đo liên tiếp ở các góc khác nhau, đấy là về mặt quy định là đúng là sẽ là phải như thế, hoặc là nếu không mà chúng ta không có thời gian chúng ta sẽ chọn cái nháp mà nó mang chất đại diện nhất, không phải là cái nháp mà tâm trương, tức là nháp đi bóp quá nhanh hoặc là quá nhanh hoặc là quá chậm. Thế đây là cái trường hợp mà chúng ta sẽ đo thì chúng ta sẽ đánh giá được cái chênh áp trung bình và tối đa qua van. Ngoài ra thì ở cái mặt cắt này chúng ta sẽ đo được cả cái đánh giá được cái diện tích lỗ van bằng phương pháp PHT. Còn đây là cái mặt cắt hai buồng từ mỏ hoặc là mặt cắt năm buồng từ mỏ, thì ở cái mặt cắt này cũng cung cấp cho chúng ta những thông tin về mặt giải phẫu cũng như hình thái của van, ngoài ra là có thể đánh giá là có hở van hai lá hay không, có huyết khối ở trong buồng nhĩ hay không, hoặc là mặt cắt năm buồng từ mỏ cho chúng ta xem là có hở van động mạch chủ hoặc là có tổn thương van động mạch chủ phối hợp có hay không. Năm buồng từ mỏ. Thế về đánh giá hình thái van hai lá thì chúng ta sẽ đánh giá những cái gì, đánh giá là dạng di động này, nó hạn chế mở ở vị trí nào này, rồi là độ dày, độ vôi hóa, các cái thành phần của bộ máy van vị trí ở đâu, mức độ ra làm sao. Đó.
và đánh giá là có sự co rút dây chẳng hay là dính các mép van hay không. Thì tất cả những thông tin này thì ngoài cái chuyện là đánh giá xem là có hở van hay không thì là nó có hẹp van hay là hay không, thì là nó còn cung cấp những cái thông tin quan trọng để xác định cái hướng điều trị của cái trường hợp có đủ tiêu chuẩn để nong van hay không, hay là những trường hợp mà bị mổ. Còn đây là một số những cái đặc điểm về hình thái theo căn nguyên gây ra hẹp hai lá, ví dụ như là nếu trong cái tổn thương gió thấp đấy ạ, thì đấy như là chúng ta nhìn từ những hình ảnh tôi giới thiệu là toàn những cái trường hợp là bệnh van tim gió thấp, tức là gió rất là hay gặp. Chúng ta sẽ thấy là cái tổn thương là nó thường bắt đầu từ phía bờ van, phần bờ van bao giờ cũng sẽ nặng nề hơn so với các cái phần ở phía chân van hoặc lá van, các tổn thương bao giờ nó cũng ở phía bờ van. Thế còn trong các trường hợp hẹp van hay lá bẩm sinh thì sẽ rất là ít nặng, nhưng mà thường là nó sẽ lỗ van, nó sẽ ở nhất là mặt cắt chụp ngắn chúng ta sẽ thấy nó lệch tâm, và quan sát thấy là có khi chỉ là có một cái dây chằng, một cái cột cơ thôi, tất cả các dây chằng bám vào cùng một cột cơ ở trong van, bệnh van hay lá hình dù. Thế còn một cái nguyên nhân hay gặp đứng hàng thứ hai sau hẹp van hay lá do thấp thì đấy là do thoái hóa, thường gặp ở những người lớn tuổi, và cái tổn thương vôi này nó sẽ lan tỏa, nó sẽ lan tỏa không chỉ ở bờ van mà nó sẽ có ở cả thân van, cả ở vòng van, và đặc biệt là cái trường hợp lớn tuổi thì hay bị vôi hóa vòng van. Thế thì cái chuyện mà đánh giá hình thái của van nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đánh giá được thang điểm Ưng tim. Thang điểm Ưng tim nó đánh giá dựa vào bốn cái đặc điểm là bao gồm di động van, độ dày van, mức độ vôi hóa, và các đặc điểm của tổn thương của tổ chức dưới van. Điểm thì họ sẽ cho là mỗi một cái nó cái thang điểm sẽ là từ 1 đến 4, tức là nếu mà điểm cao nhất thì sẽ là bao nhiêu, là 16 điểm, điểm thấp nhất sẽ là 4 điểm, cái điểm trung bình là 8 điểm là sẽ phù hợp cho cái nong van hay là. Thế sau khi mà xác định xem là cái hình thái về giải phẫu của van thế nào rồi, chúng ta sẽ phải kết luận cái bệnh nhân đấy là cái mức độ hẹp van hay là lá là như thế nào. Thế thì ta sẽ dựa vào cái gì? Dựa vào diện tích của lỗ van hay lá. Nếu mà diện tích lỗ van mà dưới 1 cm vuông thì đấy là hẹp khít. Ngoài ra thì còn dựa vào thêm vào nữa là dựa vào mức độ chênh áp. Nếu mà chúng ta sẽ căn cứ vào cái chênh áp trung bình qua van. Nếu mà chênh áp trung bình qua van trên 10 mm thủy ngân thì là cái trường hợp hẹp khít. Còn tiếp nữa là dựa vào cái thông số nữa là phổ biến thông thường các trường hợp hẹp khít thì là áp lực phổi cao trên 50 mm thủy ngân là áp lực phổi tâm thu ước tính đấy. Đấy. Tại sao là chúng ta lại phải dựa vào nhiều thông số này? Bởi vì là nếu mà chỉ dựa vào một thông số thôi thì chưa chắc là chính xác, bởi vì là tất cả các kết quả đo thì nó cũng bị phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, độ chính xác của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, vào chất lượng hình ảnh phụ thuộc vào người làm, ngoài ra còn yếu tố huyết động nữa. Thế thành ra là sẽ phải dựa vào nhiều thông số để đánh giá xem là một cái bệnh nhân là có hẹp khít hay không. Ví dụ như là nếu mà có diện tích lỗ van nhỏ hơn 1 cm và trên áp trên 10 thì nó chắc chắn rồi. Còn nếu như là các cái thông số mà nó lệch nhau thì chúng ta cần phải dựa vào nhiều các yếu tố khác nữa. Ví dụ như là biến dị có giãn hay không, rồi biên độ mở van vân vân. Có rất là nhiều yếu tố để giúp chúng ta xem là đánh giá được chính xác cái mức độ hẹp van. Thế thì để tính cái diện tích van hai lá thì có rất là nhiều phương pháp. Tuy nhiên là những cái phương pháp mà chúng ta hay dùng đấy thì là dựa vào cái chênh áp giữa nhị trái và thất trái như tôi vừa mới giới thiệu với các bạn vừa rồi. Đấy là một cái phương pháp là dựa vào chênh áp để đánh giá, cái mức độ hẹp van, dựa vào chênh áp giữa nhị trái và thất trái qua van hai lá. Và thứ hai là đo cái diện tích lỗ van trên 2D hoặc là trên dựa vào cái phương trình liên tục là PHT. Đây là một số hình ảnh để chúng ta thu được, đây là một cái trường hợp bệnh nhân là có nhịp xoang, chúng ta sẽ thấy nó khác cái trường hợp nhịp như vừa rồi đấy, nhịp xoang nó sẽ như thế này đấy. Thì đây là chúng ta thu được cái phổ tâm trương qua van hai lá, đây chính là cái chênh lệch về mặt áp lực giữa vùng thất trái và nhị trái trong thời kỳ tâm trương. Thì nếu mà cái áp lực cái chênh áp trung bình chúng ta sẽ truyền được cái phổ này, chúng ta sẽ tính được cái chênh áp trung bình. Thì ví dụ như ở trường hợp này là có chênh áp trung bình là 16, đây là cái trường hợp hai van hai lá khít. Còn ở bên cạnh đây thì chúng ta cũng có một cái trường hợp, đây chúng ta thu được một cái phổ âm trương qua cái dòng chảy là qua van hai lá đấy. Nhưng mà đây là trường hợp là không có nhịp xoang nữa, chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ ràng hai cái đỉnh như thế này. Đây là cái trường hợp chúng ta cũng viền theo cái phổ này, và chúng ta sẽ cũng tính được cái chênh áp trung bình và cả tối đa để đánh giá xem có hẹp van hai lá hay không, mức độ hẹp là làm sao. Thì đây cái phương pháp này là một cái phương pháp nó có một số những ưu điểm như là nó đơn giản dễ sử dụng, có độ tin cậy tương đối cao. Tuy nhiên là nó
sẽ bị phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là nhịp tim, các bạn sẽ thấy là các cái nhịp tim khác nhau thì đo, nhất là cái bệnh nhân rung nhĩ thì đo mỗi một cái nhát là nó sẽ đưa ra cái kết quả khác nhau. Thế rồi là phụ thuộc vào cung lượng tim, những cái bệnh nhân mà có suy tim chẳng hạn, mặc dù là rất là thấp, đối với sẽ áp cũng sẽ rất là thấp đấy. Thế rồi là độ đàn hồi của nhĩ trái và thất trái nữa, ví dụ như là cái độ cứng của cái thất trái và cái thất trái nó khả năng giãn, nó kém hoặc là nó bị suy xung năng tâm trương, khả năng mà nó giãn ra nó nhận máu kém, thì lúc đấy cái chênh lệch về mặt áp lực giữa nhĩ và thất nó sẽ bị thấp đi, nó làm cho cái áp lực, tức là chênh lệch về mặt áp lực giữa thất trái và nhĩ trái cũng bị thấp đi. Có nghĩa là mặc dù hẹp hai lá có thể là hẹp khít, tuy nhiên là chênh áp cũng không cao do rất là nhiều cái ảnh hưởng mà huyết động khác nhau. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nắm được, và để khi mà phiên giải kết quả chúng ta sẽ phải dựa vào nhiều các cái thông số khác nhau để chúng ta đánh giá là có hẹp van hai lá hay không. Thì đây ví dụ như là một cái hình ảnh người ta vẽ cho chúng ta thấy rằng là cái khi mà cái người ta đo này các cái thời khoảng tâm trương khác nhau tương ứng với các cái mức nhịp tim khác nhau thì nó sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau. Ví dụ như cái hình A này vẫn là ở trên một cái mặt cắt này thôi đấy, như là cái phổ A này thì người ta đo được chênh áp trung bình là 8, trong khi là cái, ở cái khoảng tâm trương dài hơn thì trung bình là 6. Cái nhịp tim nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái kết quả này. Thế còn một cái phương pháp là đo diện tích lỗ va trên 2D, đây là cái phương pháp mà chúng ta hay sử dụng nhất. Thì đây là chúng ta dùng mặt cắt chụp ngắn, chúng ta sẽ viền theo cái bờ va này ạ. Đấy, chúng ta sẽ đo được cái diện tích lỗ va ở trên 2D. Thì đây là cái phương pháp mà có rất là nhiều ưu điểm. Thế thì để mà cắt được cái mặt cắt này thì chúng ta sẽ phải quét đầu dò ở cái mặt cắt chụp ngắn lên quét lần lượt từ mỏm tới đáy tim để đảm bảo chúng ta cắt được ngang qua bờ va. Cái này sẽ đặc biệt khó trong cái tình huống là bệnh lý là nó có vôi hóa co kéo nhiều, thì đôi khi cái lỗ va nó không nằm trong một mặt phẳng thì làm cho cái việc đo đạc nó sẽ khó khăn, lấy được cái hình ảnh đẹp khó khăn và đo nó sẽ giảm độ chính xác đi. Thì chúng ta sẽ liền trực tiếp cái lỗ va để bao giờ cùng là các cái mép van mở. Đây là ba cái này cho chúng ta thấy ở các cái mức độ hẹp khác nhau. Khi mà điều chỉnh thì chúng ta cũng chú ý là điều chỉnh cái lên nó vừa đủ để chúng ta nhìn thấy các cái vôi hóa, vừa đủ để nhìn thấy cái đường viền của cái bờ va, nhưng mà không nên để lên quá quá cao. Để lên quá cao thì là cái này lên nhiều khi có thể quá cao làm cho chúng ta bị, một là bị đo cái diện tích lỗ va nó bé đi so với thực tế, thứ hai là đánh giá quá mức mức độ vôi hóa, bởi vì khi mà để lên quá cao thì sẽ bị nhầm vôi các cấu trúc khác. Và khi mà chúng ta cắt được cái hình ảnh đẹp chúng ta sẽ điều chỉnh lên vừa đủ thôi. Thế còn đây là một số cái hình ảnh minh họa là bây giờ có rất là nhiều cái phương pháp, ví dụ như nhất là với cái đầu dò và xương 3D ấy. Đầu dò matrix tức là người ta có thể để ở một nhát cắt thôi, nhưng mà người ta sẽ có những cái công cụ để mà chúng ta có thể giúp cho chúng ta định hướng để đo để lấy được chính xác cái mặt phẳng đi qua cái chỗ va hẹp. Ưu điểm thì đây là cái phương pháp mình sử dụng rộng rãi nhất và khuyến cáo mức độ 1, nó có thể đo được trực tiếp ở trên 2D luôn và nó không bị ảnh hưởng bởi độ cứng của thất trái, và người ta thấy là nó có tương quan tốt với cái diện tích van đánh giá dựa trên giải phẫu thực. Thì đây là cái phương pháp khá là tin cậy với cái điều kiện là hình ảnh siêu tim đẹp của chúng ta cắt đúng kỹ thuật. Còn những hiện hạn chế là gì, nó sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm về làm, nó cần phải có một cái cửa sổ siêu âm tương đối tốt và phải cắt được qua đúng của cái bờ van, và van bị biến dạng giải phẫu vôi hóa nhiều co kéo thì chắc là đó là đúng. Một cái phương pháp nữa và chúng ta cũng thấy hay sử dụng đấy là tính diện tích lỗ van bằng phương pháp PHT, tức là PHT là viết tắt của cái pressure half time, tức là thời gian tán xạ áp lực, tức là cái thời gian mà để cái chênh áp tâm trương qua van hai lá giảm đi còn một nửa so với giá trị ban đầu. Thì người ta thấy cái thời gian, khoảng thời gian này nó tương quan với mức độ hẹp van hai lá. Người ta tính bằng cái công thức là diện tích của van hai lá bằng 220 chia cho PHT, tức là nếu mà biết được cái khoảng thời gian PHT này thì chúng ta sẽ tính được cái diện tích của lỗ van hai lá. Bình thường trong cái trường hợp mà người ta thấy là với cái diện tích mà lỗ van bằng 1 thì PHT sẽ là 220. Còn nếu mà PHT mà càng lớn, tức là lớn 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 càng lớn hơn 220 thì nghĩa là cái van nó càng hẹp. Đây là cái chụp minh họa đấy. Đã thu được cái phổ tâm trương dòng chảy qua van hai lá như thế này, chúng ta sẽ viền theo cái phổ, cái độ dốc chúng ta sẽ cần phải lấy được cái chênh áp tối đa. Sau đó thì viền theo cái độ dốc đấy thôi, là máy sẽ tự động
tính được sang trung tâm PHP và sẽ tự động tính ra được cái diện tích lỗ vàng. Ví dụ như ở đây đấy, thì chúng ta sẽ có là PHP đây này, chính là 215 mili giây, và tính ra là cái diện tích của cái lỗ vàng là 1.02. Một số chú ý về mặt kỹ thuật, khi mà lấy được cái phổ đẹp nhất thì là cái kết quả nó sẽ tác nhất. Thì khi nào đẹp thì chúng ta sẽ, như lúc nãy chúng tôi vừa trình bày, là làm sao để lấy được cái đường cơ so nó song song với hướng của dòng chảy và thu được cái dòng chảy đúng theo hướng của cái dòng chảy từ trái xuống thất trái qua cái van bị hẹp ấy. Và làm sao để cái phổ cái đường viền nó rõ nét nhất. Trong rất là nhiều trường hợp mình sẽ thu được cái phổ bị nhiễu, nó lởm sởm, đến lúc đấy mình đo cái dốc xuống nó không chính xác nữa. Trong trường hợp mà có hai dốc xuống thì chúng ta sẽ lấy được cái dốc ở giữa tâm trường. Đây là một cái trường hợp. Một cái chú ý nữa về mặt kỹ thuật là đo bằng cái phương pháp VAT này, tức là người ta sẽ tránh những cái chu chuyển tim quá ngắn như thế này. Nhất là khi bệnh nhân có chuẩn bị, ta sẽ phải chọn cái chu chuyển tim nó dài hơn, quá ngắn, thứ nhất là cái đường viền lại không không rõ nét như thế này thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái độ chính xác cho cái phép đo của chúng ta. Nếu hoặc là đây xong một cái trường hợp là chúng ta không thể nào lấy được cái diện tích lỗ vàng bằng cái phương pháp đấy khi mà chả có cái độ dốc gì cả. Đây ví dụ đây là cái trường hợp chúng ta có thể thấy đấy, là nếu mà vận tốc của dòng chảy ở giữa tâm trương cao hơn đầu tâm trương thì lúc đấy nó phổ nó không còn cái độ dốc thì chúng ta cũng không thể tính được cái phương pháp đấy. Và cái phương pháp này đây cũng là một cái nhược điểm của phương pháp đấy. Ngoài ra thì còn tính diện tích bằng phương trình liên tục dựa vào cái nguyên lý là cái dòng chảy đi qua van hai lá thì cũng phải tương đương với cái dòng chảy đi qua van của chủ. Tuy nhiên cái phương pháp này nhiều cái sai số mà ít sử dụng nên tôi chỉ giới thiệu ở đây thôi. Hoặc là tính bằng phương pháp PISA cũng vậy, chúng ta cũng ít sử dụng. Chúng ta tôi sẽ liệt kê các nguyên lý đây để các bạn nếu mà có thời gian sẽ đọc thêm. Thế thì đấy, thế thì phần vừa rồi tôi đã giới thiệu các bạn là đánh giá về mặt giải phẫu rồi, và đánh giá về mức độ hẹp rồi. Thế còn một cái nữa là phải đánh giá, đấy là đánh giá về mặt huyết động, thế là những cái ảnh hưởng của van hai lá đấy trên huyết động nó ra làm sao, chúng ta dựa vào những yếu tố gì. Ví dụ như là xem là kích thước của nhĩ trái, chúng ta phải đánh giá kích thước nhĩ trái có giãn hay không bằng cách là đo các cái kích thước nhĩ trái hoặc kính thể tích nhĩ trái này, rồi là có tăng áp lực của bạch cầu hay không. Ngoài ra các cái kích thước có chức năng thất trái thất phải góp phần vào cái việc mà đánh giá cái ảnh hưởng của hẹp hai lá đến huyết động. Đây là cái hình ảnh các bạn sẽ thấy là một cái trường hợp hẹp van hai lá đấy. Các bạn sẽ thấy đây là cái trường hợp điển hình của chúng ta, có thể nói là ở những trái giãn khổng lồ ấy ạ. Cái trường hợp như này này chứng tỏ là cái van hai lá này mức độ hẹp hoặc hở của nó cũng tương đối nhiều, hoặc là lâu ngày nó đã ảnh hưởng đến huyết động rồi. Đây là chúng ta đánh giá các kích thước nhĩ phải trái này, đo đạc các chức năng tim. Ví dụ như đây là mình đo xem là tính cái chức năng thất phải thông qua cái thông số FAC để trường hợp này có 28%, tức là có sinh thất phải rồi. Hoặc là đây cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy là nó tăng áp lực về phổi đấy, ta sẽ đánh giá được qua cái phổ hở van hai lá chúng ta thấy áp lực phổi tăng cao. Đây là cái trường hợp chúng ta thấy là một cái trường hợp hẹp hai lá có ảnh hưởng huyết động một cách rõ rệt. Rồi ngoài ra là sẽ đánh giá các cái tổn thương phối hở có hở van hai lá hay không, là một thông tin rất là quan trọng thêm vào xem trong những trường hợp là có hẹp van hai lá. Thế rồi là không được bỏ sót là có tổn thương van động mạch chủ hay không, được có huyết khối ở trong nhĩ hay tiểu nhĩ trái hay không. Dụ như là đây là một cái trường hợp là có cái, các cái mức độ hở van khác nhau. Trường hợp mà hở hẹp khít mà hở nhẹ thôi thì còn có khả năng là gửi bệnh nhân đi nong van được, nếu mà hở nhiều được thì thôi, còn hở vừa thì cũng phải xem xét. Đến lúc đấy là có khi phải dùng các biện pháp phối hợp khác như là siêu âm tim hoặc thực quản để đánh giá một cách chính xác. Đây là một trường hợp hở là hai lá vừa, hở lệch tâm này. Đây là những trường hợp nếu mà hở lệch tâm như thế này thì thường là nó sẽ, người ta sẽ thấy là sau khi nong nó sẽ có thể hở van hai lá nhiều. Ở đây cũng không phải là những ứng cử viên tốt cho cái chuyện là nong van hai lá. Còn đây là một cái trường hợp các bạn thấy là có hở van ba lá nhiều, van ba lá nhiều. Đây là cái trường hợp này cũng cho thấy là ngoài cái tổn thương van hai lá thì còn có cái tổn thương van ba lá, cũng có thể là cơ năng, cũng có thể là thực tổ. Thì đây là một thông tin rất là quan trọng. Đây là một trường hợp là tính hở chủ ở một cái bệnh nhân có hẹp van hai lá do thấp, có cả van động mạch chủ. Đây là những cái thông tin mà chúng ta cũng nên được đánh giá. Còn đây là cái trường hợp thì có huyết khối ở trong nhĩ này, các bạn có thấy là huyết khối rất là lớn ở trong nhĩ. Có những trường hợp huyết khối lớn nhìn rõ, có những trường hợp huyết khối nhỏ thì
cũng không nên bị bỏ qua. Hoặc là cái trường hợp mà chúng ta thấy âm cuộn tự nhiên rất là dày đặc ở trong vị trái, chứng tỏ cái tình trạng tăng đông của một cái bệnh tim thì cũng cần được phải nêu lên. Đây là những cái chống chỉ định cho long quang hai lá thì cũng nên được báo cáo. Ngoài cái chuyện là đánh giá là mức độ hẹp, có hẹp hay không, mức độ hẹp làm sao, ví dụ như là có huyết khối trái hay không này, rồi nhất là cái mép van có bị vôi hóa hay không, vì là nếu mà vôi mép van thì long van sẽ rất là dễ rách. Có hở van hai lá mức độ vừa trở lên hay không, có hở chủ mức độ vừa trở lên hay không, rồi là cái mức độ tổn thương bộ máy dưới van như thế nào thì cũng phải được mô tả ở tính nghiệm ung tim. Thế rồi là những cái biểu hiện, ngoài ra còn những cái biểu hiện khác như là có thở van đa lá nhiều hay không, có thương tổn thực tổn của van đa lá hay không, các cái vấn đề bất thường khác nữa thì cũng phải được báo cáo, vì đây là cái sự chống chỉ. Còn các cái phương pháp khác như là siêu âm tim qua thực quản vân vân, nhưng mà rồi siêu âm tim 3D nữa thì sẽ có ở trong cái phần mà tôi sẽ gửi đặc điểm cho các bạn, các bạn có thể đọc thêm. Còn với cái thời lượng ngày hôm nay ta thì tôi thì để kết luận đấy, thì tóm lại là cái nhất là cái hẹp van hai lá thì chúng ta sẽ phải chẩn đoán được mức độ hẹp van này, rồi đánh giá được căn nguyên gây ra hẹp này. Đấy là những cái thông tin rất là quan trọng để cung cấp cho chúng ta cái lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp. Thế ngoài ra thì chúng ta sẽ đánh giá ảnh hưởng đến huyết động, các cái thương tổn phối hợp. Đấy là những cái thông tin mà một cái bạn siêu âm tim đánh giá một bệnh nhân hẹp van hai lá cần phải cung cấp. Thế ngoài ra thì với các cái bác sĩ làm siêu âm thì chúng ta cũng cần phải nắm được là cái ưu nhược điểm của các cái phương pháp mà chúng ta sử dụng, rồi là các cái điều chỉnh như thế nào để cho chúng ta thu được cái kết quả chính xác nhất, bởi vì đấy là những cái thông tin quan trọng nó giúp cho chúng ta trong cái lúc mà phiên giải và kết quả chúng ta đo đạt được để đưa đến một cái kết luận cuối cùng chính xác nhất. Cái này lại siêu âm nhỉ, tôi lại còn ngồi học siêu âm được gì nữa, Hương nữa nhỉ, may là bác sĩ Hải thì cho học thôi chứ còn bác sĩ Hạnh với cả bác sĩ Hương thì...